Cùng học tiếng Anh với Love Story của Taylor Swift nhé. Stay away from, tránh xa khỏi cái gì đó. Ví dụ, you stay away from me. And I was just using him to stay away from you. Staircase, thế này nghĩa là bậc cầu thang. Why are your people using the main staircase? Take me somewhere. Cụm take body somewhere có nghĩa là dẫn ai đó đi đâu đó. Nếu bạn bảo là ngày trước khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường dẫn tôi đi học, thì các bạn sẽ nói là when I was small, my mom often took me to school. Can't you just take me home? Prince and princess. Đây là một từ ngày trước mình hay bị nhầm với nhau. Nhưng hãy nhớ, prince là hoàng tử, còn princess là công chúa nhé. 10,000 people were waiting to catch sight of the prince and princess. Sneak out, cụm này nghĩa là lén lút lẻn ra ngoài. Why did you sneak out to visit me after I moved away? Make it out of this mess. Cái cụ make out nghĩa là thành công giải quyết vấn đề gì đó. Và trong ngữ cảnh này, make it out of this mess có nghĩa là thoát khỏi cái mớ hỗn độn này. Come around có nghĩa là ghé thăm. Except you only come around when you need something. Fade. Cụ này có nghĩa là mờ đi. Knelt. Đây là dạng quá khứ của động từ kneel, có nghĩa là quỳ xuống. Hold out cũng là nghĩa là lôi ra cái gì đấy. Hãy thử đặt câu với một từ trong lời bài hát vừa rồi bạn học được.